Ok nhá, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của em Hiệu đến từ Lào Cai. Chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng của Trung Quốc các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Thế thì ở những cái video lần trước ấy, là em Hiệu cũng đã giới thiệu đến cho các bác một cái bộ combo 5 triệu 500 mẫu mới tinh của năm 2024 rồi các bác đúng không ạ? Thế thì ngay ngày hôm nay và cái video này em Hiệu sẽ lại giới thiệu đến cho các bác một cái bộ combo nữa mẫu tuyệt đẹp luôn của bộ 2024 này luôn các bác ạ. Các bác mà xem được thì mỗi những cái bộ này nó rơi vào những cái phòng ví dụ như master này hay những cái phòng thậm chí những phòng VIP này đều có thể sử dụng được các bác nhé. Thật ra thì nó đơn giản nhưng mà nó đẹp. Cái gu của em Hiệu ở đây nó là cái gì? Đơn giản này, không quá cầu kỳ này. Nhưng mà nó lại phải là đẹp và công năng của nó phải là thật tốt các bác nhé. Đấy là cái gu của em cũng giống như của các bác cũng thế thôi các bác nhá. Đấy. Ngay bây giờ thì không phải chờ lâu thì em sẽ vào ngay cái bộ combo thiết bị vệ sinh giá nhá. Báo cáo các bác này. Chốt đồng câu này, giá chỉ có 7 triệu 8 trong cái video này thôi các bác nhá. Đầy đủ tất cả mọi thứ, full hết đồ, full hết phụ kiện, giá chỉ có 7 triệu 8 thôi các bác nhá. Năm nay em Hiệu nha, bán hàng tại kho luôn các bác nhá. Năm nay là em Hiệu này, bán hàng tại kho không bao giờ phải lo về giá luôn các bác nhá. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết của sản phẩm để cho các bác cùng theo dõi nhá. Nhắc lại cho các bác này, combo này các bác có thể sử dụng được cho phòng khép kín này, những phòng master này, những phòng VIP, những phòng gọi là dành cho gọi là để cho các bác tham khảo đấy các bác nhá. Rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Nào, đầu tiên thì đây mời các bác tham quan một chút về cái combo này. Rất là đẹp luôn. 7 triệu 8 full đồ, giá công khai luôn. Các bác nào yêu thương yêu quý thì các bác gọi là ủng hộ em. Vì thật ra khi mà em đã lên những combo như thế này rồi ấy, đấy các bác thấy không, là cũng mất rất là nhiều công này, đầu tư nguyên cả cái kệ biển bảng này rồi là lắp lên để cho các bác hình dung ra là một cái phòng tắm của nó sẽ như thế nào. Đấy. Cái này là mình cũng kinh doanh với mình làm, mình cũng không phải là để gọi là nhanh nhang được các bác nhá, làm phải tập trung tâm huyết đấy. Cả bộ này, đầy đủ bộ này giá chỉ có 7 triệu 8 thôi, còn cái bộ 5 triệu 500 ấy thì em bán được quá nhiều rồi, hiện tại bây giờ em vẫn đang bán được các bác nhá. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào một cái bệt nhé các bác nhá. Đây này, bệt này thì là hãng Joico các bác nhá. Con này cũng dung tích xả cũng thế thôi, cũng 6 lít với cả cũng 4 lít thôi, xả đại là 6 lít và xả tiểu là 4 lít thôi các bác này. Đấy, con này thì phụ kiện của nó thì thôi đẹp chấm hết luôn, riêng phần phụ kiện của nó. Đấy. Con này thì nó có cũng hai chế độ xả kết hợp này, các bác nhìn cái lỗ xả của nó này, hố này của nó to này các bác này. Ví dụ như ông nào nhá, mà bác nào nhá mà táo bón nhá thì thôi rồi, trôi hết này, nó xả đây này, tia ở đây này, nó xoáy ở đây này, đây xả xuống đây này. Riêng con này xả không khác xả lũ luôn các bác, nhìn cái men của nó này, thích không? Đấy, cam kết với các bác con này không xả khỏe nhá, giả lại em luôn. Còn đây các bác chỉ cần bấm tay vào đây, các bác rút lên. Đây này, đây có cái nút này, các bác bấm tay, các bác rút lên, các bác vệ sinh cái thằng này. Đấy. Lắp êm nhá các bác nha. Rồi ok, chúng ta đến với một bộ lavabo bàn đá 2 tầng. Bộ lavabo bàn đá 2 tầng tràn viền nhá các bác nha. Bộ bàn đá lavabo 2 tầng tràn viền. Đấy. Rồi, ok, rất tuyệt vời luôn. Đây các bác nhìn này, nó tràn viền này, đây là chậu âm nhá. Chậu âm luôn, chậu âm kèm luôn cả bàn đá là tràn viền này. Và chậu âm của nó là có luôn ở trong cái bộ bàn đá này. Thứ nhất là gì? Vệ sinh rất là dễ dàng này. Đấy, cái thứ hai nữa là nó sạch sẽ này, nó không bao giờ nó bị bắn này các bác này. Đây, còn tầng 2 nhá các bác nhá. Còn cái vị trí tầng 2 này các bác có thể là dùng để dầu gội đầu, sữa tắm các thứ này, để đồ ở trong này này, rất là dễ dàng rồi. Đấy các bác này. Đấy là bộ bàn đá lavabo âm bàn 2 tầng các bác nhá. Rất là nhìn rất là đẹp, rất là sang luôn. Kích thước của dòng này đó là 50 x 80 các bác nhá. Ừ. Rộng 50 và dài 80 các bác này. Rồi, chúng ta có thêm một cái gì ạ? Chúng ta có thêm một cái vòi lavabo nóng lạnh hình vuông các bác nhá. Hình vuông thì ở đây là em đã setup để nó hợp với cả những cái bàn này, nó cũng hơi vuông một chút này. Đây, cái này thì nó có nóng lạnh các bác nhá. Nó cũng có nóng lạnh các bác này. Mạ lalo này, mạ lalo. Vòi nóng lạnh. Ở đầu vòi này này các bác này, yên tâm luôn là nó có cái ống tạo bọt ở đây này, khi mà xả nước xuống đây nó không bao giờ bị bắn này. Rồi, chúng ta chuyển sang một cái gương led 60-80 đi cùng với cả kích thước của cái bàn này nhé các bác nhá, cùng với kích thước của cái bàn này. Đấy, 60 này, rộng 60 này và dài 80 này, cái độ dài của nó này bằng với cả độ dài của cái bàn đá này là 80 này, nhìn rất là cân đối này. Đấy, anh quay sát vào một chút nữa cho các bác xem này. Đây, các bác thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái rất là đẹp nữa đây này các bác này. Đó chính là bộ sen cây phím đàn mạ titan các bác nhá. Em nói thật với các bác là hàng công ty nó vẫn khác bọt so với cả những hàng khác rất là nhiều.
cảm giác sờ này nó mịn này, cái mạ của nó này, cái mạ của nó mình sờ vào mình đã cảm thấy nó khác rồi, nó mát tay cực kỳ luôn các bác này. Đấy, đây là bộ sen cây phím đàn mạ titan có hiển thị nhiệt độ các bác nhé. Đây hiển thị nhiệt độ ở chỗ này, có nghĩa là như thế này, báo cáo các bác, nhiều bác ấy cũng đang chưa hình dung ra được là tại sao nó lại hiển thị nhiệt độ. Thì ở trong này này, ở trong này đây, anh quay hẳn ra đây, anh quay ra đây cho các bác xem. Đây này, ở đây nó có một cái chỗ đây này, có tròn tròn này này, cái này nó gọi là cái phần tua bin các bác nhá, nên nó gọi là phần tua bin. Khi mà nước chảy vào cái ống này này thì nó sẽ tạo ra dòng điện, chứ nó không phải là dùng điện hay là nó không phải dùng pin gì đâu mà các bác phải thay nhá các bác nhá. Có nghĩa là dòng nước là tạo ra nguồn điện các bác nhá. Đấy, thì ở đây nó có tất cả các chức năng này, phím bấm vòi xịt này, rồi bát nhỏ này, bát to này, vòi xuống này. Con này thì có bốn chế độ xả các bác nhá. Đây, một là xả dưới này, một là xả dưới này, đây rồi hai nữa là xịt này, xịt để cho các bác vệ sinh này, được chưa ạ? Ba nữa là một bát nhỏ cầm tay này, có các chế độ xả này. Bốn là một cái bát to này, bác nào mà thích tắm bát to thì tắm nhiều nước các bác dùng bát to này các bác nhá. Đấy, ok, rất tuyệt vời luôn, bộ sen cây rất đẹp. Tiếp tục là chúng ta vào một chút về cái phụ kiện nhá. Thì có thêm một cái kệ góc hai tầng để cho các bác bắt gần cái bộ sen cây này. Đây ví dụ như nhà bác nào bắt này, bắt gần cái bộ sen cây này, các bác để dầu vào đầu sữa tắm này, thì khi mà các bác đang tắm ấy, các bác thò tay sang các bác lấy luôn đồ thì nó rất là dễ các bác nhá. Bộ kệ gốc Elox 304 các bác nhá, bao gồm thêm một lô giấy vuông này, Elox 304 các bác nhá, một xịt này, xịt này thì báo cáo các bác này chấp mọi áp lực nước luôn. Đây, hàng hàng giá cực kỳ tốt nhưng mà chất lượng thì lại tuyệt vời luôn. Con này thì em bất chấp tất cả các loại áp lực nước, trong này nó còn được trang bị thêm một cái lớp, ngoài một cái lớp Elox ở đây ra nhá, nó trong này nó còn trang bị được thêm một cái lớp nó dạng như kiểu là sợi lưới của Elox này các bác này. Đây là sợi lưới này của Elox này. Đấy, nên là không bao giờ lo bị bục đâu các bác nhá. Đấy, còn có thể những xịt khác ấy, những xịt khác ấy nó chỉ là phần nhựa bên trong thôi, còn riêng ông này thì yên tâm luôn. Đấy, nó bao gồm thêm một cái vắt khăn giàn đa năng nữa này các bác này, móc được quần áo này, bắt được khăn này, đặt được đồ này các bác này, rất là đẹp. Đấy, đấy, hoàn chỉnh một bộ. Đây có thêm cả si phông thoát chậu này, si phông để cho thoát chậu này, và dây cấp bẹt này để cho các bác lắp này, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả các bác nhé, rất là tuyệt vời luôn. Báo cáo các bác là hiện tại là bộ này thì các bác có thể là lắp cho những cái phòng VIP được này, lắp cho những cái phòng khách sạn này, nhà nghỉ này, hoặc những phòng cho dành cho gia đình này, thì các bác có thể lên tham khảo cái bộ này. Vì thật ra báo cáo các bác những cái bộ này ấy, để mà giá trị của nó các bác nhận được ấy, thì nó thực sự là gần như kiểu là cái giá trị thật của sản phẩm các bác nhé. Em bán ở đây là thật ra là người kinh doanh nào bán hàng cũng sẽ phải có lãi đúng không ạ, nhưng mà ở đây là em hiểu cái tư duy của em hiểu là lãi một chút xíu thôi đấy, nhưng mà em hiểu là bán được nhiều cho mọi người, và khi mọi người nhận được hàng, mọi người cảm nhận được là hàng ông Hiệu này nói là đẹp là chuẩn, thì các bác có thể giới thiệu cho em Hiệu, đấy mới là cái thành công của em các bác nhá. Đấy thì bộ báo cáo các bác là bộ này là chỉ có full đồ chỉ có 7,8 triệu thôi, 7,8 triệu full đồ tất cả, không thiếu một cái gì, mua về là chỉ được lắp thôi các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Bộ này thì báo cáo các bác này, bên phần sứ, bên sứ ví dụ cái bẹt này hoặc là cái chậu này là phần sứ bên em bảo hành cho các bác là 15 các bác nhá. Sen vòi này bảo hành cho các bác là 35, phụ kiện đi kèm này, phụ kiện này bảo hành cho các bác là 25 các bác nhé. Trong quá trình mà bảo hành, trong thời gian các bác sử dụng có vấn đề gì, lỗi lầm của sản phẩm, cứ liên hệ với em Hiệu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đổi trả cho các bác nhé. Cả kể các bác nào ở xa, nhiều bác ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, tận trong miền Nam, tận trong miền Tây có mua hàng của em có ship đến tận nơi được cho các bác nhé. Đấy thì là báo cáo các bác là như này, ship tận nơi thì là có nghĩa là ship sẽ là trả cho các bác là ở cái điểm gần nhất của nhà các bác thôi. Ví dụ xe người đang chạy đi qua nhà các bác thì người ta sẽ trả cho các bác được ở tận nhà, nhưng mà nếu mà người ta mà gọi là ở người ta sẽ trả cho các bác ở cái điểm gần nhất, nếu mà người ta không trả được tận nhà người ta sẽ trả cái điểm gần nhất cho các bác nhé. Đấy, nên là báo cáo các bác cái bộ này thì gần như là các bác nhận được cái giá trị thật của bộ này rồi, 7,8 triệu full hết đồ các bác nhé. Các bác lên tham khảo cái bộ này, thật sự là bán hàng thì ai cũng gọi là muốn nói hay thôi, nhưng mà các bác cứ mua và trải nghiệm các bác nhá. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.